Ê, trong giờ làm mày làm gì vậy? Ủa gì vậy? Căn nhân bắt đầu tướng. Lo làm đi, tới nơi rồi ông đuổi mày giờ. Cầm đi. Ê, mày lo chứ mày làm trò gì vậy? Hả? Đúng rồi. Thằng này đuổi là vừa rồi. Đến hẹn lại lên. Ai nhanh tay nhận được bao lì xì nha. Cuối cùng ngày này cũng đến. Luật chơi rất là đơn giản. Ai nhanh tay thì có bao lì xì. 1, 2. Ủa, ba đâu anh? Số 3 năm sau kiếm em. Luật của anh mà. Thằng tiếp theo. Cây okay. Vậy là anh đếm đến 3 đúng không? Đúng rồi, anh đếm đến 3 là em giật nha. 3. Ờ, 1, 2 đâu anh? Thì luật của anh mà. Ủa mình diễn lâu lắm vậy đi chứ. Ra người khác. Thằng ngay hiểu đây, để xem hôm nay mày có hiểu không nha. 1, 3. Năm nay không ai nhận được lì xì hết nha. Chậm tay quá. Ủa sao thiếu một cái ta?